lại nữa thiện hiện có đại bồ tát tu đủ sáu phép ba la mật đa thấy các hữu tình có gia tộc thượng trung hạ sai biệt này thiện hiện đại bồ tát ấy thấy việc ấy rồi nghĩ thế này ta phải dùng phương tiện như thế nào để cứu giúp các loại hữu tình khiến không có gia tộc bậc thượng trung hạ sai biệt đã nghĩ vậy rồi phát lời nguyện ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng tu hành sáu phép ba la mật đa thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật khiến mau viên mãn chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột trong cõi phật của ta không có gia tộc bậc thượng trung hạ sai biệt tất cả hữu tình đều đồng bậc thượng này thiện hiện đại bồ tát ấy do sáu phép ba la mật đa này mà mau được viên mãn gần gũi quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện có đại bồ tát tu đủ sáu phép ba la mật đa thế các hữu tình đẹp đẽ xấu xí hình sắc sai biệt này thiện hiện đại bồ tát ấy thấy việc ấy rồi nghĩ thế này ta phải dùng phương tiện như thế nào để cứu giúp các loại hữu tình khiến không có hình sắc sai biệt như thế đã nghĩ vậy rồi phát lời nguyện ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng, tu hành giáo phép ba la mật đa, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta không có các loại hữu tình có hình sắc sai biệt như vậy. Tất cả các hữu tình đều là sắc vàng ròng, đẹp đẽ tuyệt vời ai cũng ưa nhìn thành tựu sắc thân viên mãn thanh tịnh đẹp nhất này thiện hiện đại bồ tát ấy do sáu phép ba la mật na này mà mau được viên mãn gần mũi quả vị giác ngộ cao tột hết quyển thứ ba trăm ba mươi